Xin chào cả nhà, chào mừng đến với cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em ạ. Hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu đến cả nhà một bức di lạc nhị phúc ngồi gốc tùng, chất liệu là gỗ cẩm Việt, hàng liên khối đến 95% cả nhà nhé. Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công bằng tay và được đục tứ diện rất là kênh bóng đấy ạ. Sản phẩm thì có chiều cao là 85, chiều ngang 82 và chiều sâu là 50 ạ. Gỗ cực kì to bản luôn. Và ngay bây giờ em sẽ xoay qua một vòng để cả nhà cùng ngắm qua một lượt của siêu phẩm này ạ. Đó, hàng gốc thì tuyệt vời cả nhà nhé. Rất là đẳng cấp ạ. Và không chần chờ gì nữa, ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để cả nhà ngắm từng chi tiết của siêu phẩm cụ di lạc này ạ. Đó, quá tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Gỗ cẩm thì một đặc tính là vân gỗ rất là đẹp ạ. Vân gỗ rất là đẹp cả nhà nhé. Nhìn vân gỗ rất là đẹp, đẹp mắt ạ. Đó, hai tiểu đồng đây, di lạc nhị phúc, rất là tuyệt vời, đục rất là kỹ càng luôn cả nhà nha. Di lạc luôn luôn là biểu tượng đi đầu về sự hoan hỷ và tài lộc, để cỗ trong nhà sẽ giúp gia chủ hạnh phúc ấm lo, giúp tiền tài về với gia chủ rất là tuyệt vời ạ. Nó làm cực kỳ kỹ càng luôn cả nhà nhá. Tất cả các hoa văn này đều được di sần và chặt lỗi hết đấy ạ. Thân cây tùng cả nhà thấy không ạ? Đó, từng tán tùng đều làm liền hết cả nhà nhá. Tán tùng đều đục liền hết đấy ạ. Và được chặt tỉa rất là kênh bong luôn. Quá đẳng cấp luôn ạ. Phối gỗ là em mua rất là lâu rồi nên là mới có được. Đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em tại địa chỉ 125A Thiện Úng, Vân Hà, Đông Hà Nội cả nhà nhé. Cơ sở bên em làm tại làng nghề xã Vân Hà, có truyền thống hơn 300 năm về làm tượng gỗ rồi ạ. Rất là tuyệt vời. Rất là vui cả nhà đến với cơ sở bên em tham quan và thưởng lãm các siêu tác phẩm cả nhà nhé. Và để có thể chào cả nhà ở những video tiếp theo ạ. Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 từ quý 5 567 hoặc 0345 72 từ quý 6 ạ. Hoặc là đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em tại địa chỉ 125A Thiện Úng, Vân Hà, Đông Hà Nội cả nhà nhé. Cơ sở bên em làm tại làng nghề xã Vân Hà, có truyền thống hơn 300 năm về làm tượng gỗ rồi ạ. Rất hạnh phúc cả nhà đến với cơ sở bên em tham quan và thưởng lãm các siêu tác phẩm cả nhà nhé. Rồi em xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo ạ.